Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay thì gió biển đang có mặt tại cái vòng xoay của chân cầu Thịnh Long bên địa phận xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định. Và ở đây thì có sự thay đổi từng ngày mọi người. Đó, ở kia đang xây dựng lên một số cái doanh nghiệp. Và xa xa kia đó là doanh nghiệp công ty cổ phần may Sông Hồng tại xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng. Và bên cạnh cái vòng xuyến này, đó mọi người có thể thấy được là một cái, có thể nói là một cái khu cụm công nghiệp đang được xây dựng. Và gió biển thấy rằng là xây dựng lên khá là cao rồi, khoảng độ 4-5 tầng rồi. Và cái việc xây dựng, người ta xây dựng phần thô rất là nhanh. Vòng xuyến này thì đã có những cái hệ thống đèn rất là tốt rồi. Và đường tỉnh lộ 490C thì hiện nay cũng đang được mở rộng, xây dựng rất là đẹp. Quay trở lại hướng này thì xin chia sẻ mọi người, cái con đường từ chân cầu Thịnh Long ra tới khu sinh thái Lạng Đông đó, và ngọn đèn Lạch Giang đấy, ngọn đèn hải đăng Lạch Giang tại xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng. Con đường này xin thưa mọi người, bây giờ người ta đã đổ dày hơn so với cái mặt đường cũ khoảng đâu đó 8-10 cm đấy mọi người. Đó, ở đây là cái lối dành cho người đi bộ, và hướng kia đó chính là cái cầu Thịnh Long kết nối giữa huyện Nghĩa Hưng và huyện Hải Hậu. Từ khi mà hoàn thành vào đâu đó khoảng năm 2021 thì phải, thì cái việc mà thông thương rồi phát triển kinh tế nó tốt hơn rất là nhiều. Đây, hệ thống đèn đường đã được lắp đặt rất là đẹp rồi. Và gió biển định hướng rằng là một số cái con đường mới tại đường tỉnh lộ 490C ở đằng kia kìa, hệ thống đèn nó còn đẹp hơn ở cái con đường này. Tuy nhiên thì con đường này hiện nay ở các huyện thì vẫn là một cái con đường rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Giờ gió biển sẽ đi thong dong cái con đường này xem có những cái chuyển biến thay đổi như thế nào nha mọi người. Hôm nay thì đang đi xe máy đây mọi người. Mỗi một thời gian, mỗi một thời điểm thì gió biển đi thì thấy rằng là cái con đường nó có thay đổi khá là nhiều. Đó, con đường này gió biển ước tính rằng nó rộng đâu đó khoảng khoảng đâu đó là đến 39 mét đấy mọi người. So với một số con đường khác thì chỗ này sẽ thành 8 làn xe, và hiện nay thì nó rộng hơn cái con đường trục phát triển kinh tế biển tại từ chỗ khu vực Nghĩa Sơn đó và tới Ý Yên Cao Bồ. Phía giữa này thì gió biển đang thấy rằng là có những cái cây điền thanh đó, cây điền thanh thì nó đang được mọc gọi là tự do chứ không phải ai trồng cả. Thì theo quan sát của gió biển thì khoảng độ một vài tháng trở lại đây thì cái chỗ này nó đã thay đổi rất là nhiều. Vừa xong thì ở cái phần đầu đường thì gió biển thấy rằng là nó dày khoảng 8-10 cm, nhưng ra tới đây này, xin thưa quý vị và các bạn, nó phải dày thêm đâu đó khoảng 15-18 cm mọi người, so với cái mặt đường cũ. Như vậy là nền đường được trải nhựa asphalt mới dày lên, cao lên, và với cái tiêu chuẩn rất là mịn. Và gió biển định hình rằng, cảm giác rằng nó mịn như cái tiêu chuẩn cao tốc Hà Nội Hải Phòng vậy, rất là chất lượng nha mọi người. Giờ thì mọi người đi từ các xã của huyện Nghĩa Hưng và đi từ cầu Thịnh Long ra khu sinh thái Lạng Đông chơi thì đã rất là dễ dàng rồi. Và cái con đường này nó dẫn ra thì dễ dàng hơn rất là nhiều, và tiết kiệm được thời gian, chi phí. Khi mà xây dựng con đường này là một cái con đường
được xây dựng từ các khu cánh đồng của huyện Nghĩa Hưng mọi người ơi. Đó, từ khu cánh đồng của huyện Nghĩa Hưng. Và khi mà xây dựng thì hình thành lên một số cái con kênh nhỏ ven đây. Đó, mọi người có thể quan sát được cái con kênh nhỏ đang ở chỗ khu vực này. Sau này thì đường này có thể là lên tới vận tốc 100 km/h mọi người. Vì bây giờ thì gió biển chưa thấy được các bên xây dựng đã chưa thấy vẽ những cái phân chia làn đường, mới chỉ đổ mới trải nhựa phan mặt đường thôi mọi người. Bên cạnh phía đê kia thì phát triển lắm và gió biển sẽ lên đó để chia sẻ đến mọi người xem cái khu vực, cái con đường mới này đang thay đổi từng ngày và có những cái tiềm năng rất là tốt. Đó, xin thưa mọi người là một cái màu gọi là cái mặt đường trải nhựa asphalt đang rất là mới tại đây. Khoảng đâu đó 1-2 tháng thì gió biển không lên, không ra ngoài này và thấy cái sự thay đổi đặc biệt. Và hiện nay thưa mọi người là gió biển đang đi trên một cái con đường, có thể nói là một con đê phụ ở đây. Đó, mọi người có thể thấy được là từ đây thì quý vị và các bạn có thể ngắm được ra chỗ cái khu vực, những cái vùng mà người dân làm kinh tế tại đây, của huyện Nghĩa Hưng. Ở chỗ này thì gió biển thấy rằng là vẫn là địa phận của xã Nghĩa Bình. Đó, mọi người có thể quan sát được là bây giờ thì đường đã đẹp quá rồi. Tuyệt vời, phải nói là tuyệt vời so với trước. Rất là tuyệt vời mọi người. Và cái con đường này thì nó cao hơn so với cái mặt đường ở dưới khoảng độ có lẽ là 2 mét nha mọi người. Cao hơn so 2 mét. Đó, mọi người thấy là một cái số cái khu đầm hồ của người dân đây. Đấy, một số khu đầm hồ của người dân đang được xây dựng và phát triển kinh tế rất là tốt. Quý vị và các bạn có thể quan sát thấy rất là rõ ràng. Và hôm nay thì gió biển ra đây cũng thấy được cái sự thay đổi khá là đáng mừng cho cái tiềm năng phát triển kinh tế khi mà con đường được xây dựng tốt hơn. Và phía bên kia rất gần thôi mọi người, đó chính là cái khu đóng tàu của công ty đóng tàu Hoàng Anh. Đấy, những cái khu cần cẩu ở đằng kia mọi người có thể thấy được rằng là công ty đóng tàu Hoàng Anh ngay ở bên thị trấn Thịnh Long của huyện Nghĩa Hưng. Rồi, và bây giờ gió biển thì đang đi trên một cái con đường nó khá là đẹp. Mọi người đi ở trên này thì rất là yên tâm. Rồi đi bộ thể dục không bị nguy hiểm vì những cái làn xe chạy. Có lẽ là hơi ngược nắng một chút mọi người ơi. Hiện nay thì gió biển đang đi ở trên khá là cao so với cái khu mặt đường chính. Cái địa điểm mà gió biển đang quay đây thì nó cách khá là xa khu dân cư. Nếu như mà ở đây thì gần gần khu dân cư một chút thì mọi người đi ra đây thể dục, đi bộ ở trên này thì quá là tuyệt vời. Và phía bên cạnh này nếu như nó đang là một cái vùng biển thì rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì gió biển đang đi ở trên cái con đê này thôi. Đó, gió biển sẽ quay hướng này thì nó nét hơn này mọi người. Quê hương Nghĩa Hưng đang ngày phát triển, ngày càng phát triển. Và con đường từ cầu Thịnh Long đến chỗ khu sinh thái Lạng Đông thì
ngày hôm nay vào cuối tháng 7 năm 2024 có một cái sự thay đổi rất là đặc biệt, đó là cái phần đường ở đây. Thưa quý vị các bạn, mọi người có thể quan sát thấy bởi gió biển bây giờ đang quay từ trên cao xuống nên có thể quan sát rõ ràng hơn về cái phần con đường này đang được làm mới và nâng cấp rất là tuyệt vời. Con đường gió biển đang đi đây thì có lẽ rằng là nó rộng khoảng 3 mét thôi mọi người. Và cái phần lan can đó, gọi là cái tao luy bằng bê tông rất là cao, nó cao khoảng độ 1m2. Bây giờ thì có một số các cô các chị đã đi xuống cái khu vực vùng kinh tế biển, đó là khu neo đậu tàu thuyền của xã Phúc Thắng đó. Thì ở dưới đó cái khu tàu đang phát triển và mọi người có thể mua những cái đồ hải sản ở trên đó để phát triển kinh tế và buôn bán. Vừa xong thì có một cái xe tải rất là lớn đã đi ở trên này. Thực ra ở dưới này thì rất là rộng thì lại không đi, ở trên này thì thích hợp với người đi xe máy nhẹ nhàng và đi xe đạp và đi bộ thôi mọi người. Bây giờ thì đang vào vụ cấy và gió biển thì đang đi thong dong ngắm những cái hình ảnh đẹp của quê hương. Con đường này thì nó còn cong xuống tít dưới kia. Mọi người bây giờ đi từ Thịnh Long xuống dưới này thì nó nhanh chóng lắm mọi người. Có lẽ là ở đây đỡ ngược nắng hơn một chút rồi. Thật sự mà nói thì gió biển sang đây một thời gian khá là ngắn nhưng mà hôm nay sang đây rất là choáng ngợp với cái sự thay đổi của con đường này. Trải nhựa Afan rất là tuyệt vời, mịn và mới và rất là đẹp. Đây là cái khu đầm hồ đây mọi người. Không biết là gió biển sẽ đứng lên trên này xem là có leo lên đây không. Chia sẻ đến quý vị các bạn một chút về cái con đường này. Chà, có lẽ là phải leo lên cái yên xe này mọi người. Chà. Và bây giờ thì gió biển đang đứng ở trên cái con, có thể nói là cái con đê này. Ở phía xa xa kia đó chính là cái khu nuôi trồng thủy hải sản của người dân. Rồi ở đằng kia rất là nhiều. Vùng đất này khá là rộng, khá là lớn nha mọi người. Đấy, tha hồ cho mọi người nuôi trồng thủy hải sản. Và cái vùng đất của người dân thuộc xã Nghĩa Bình, rồi xã Nghĩa Thành, rồi Phúc Thắng, nó trải dài từ chỗ cây cầu Thịnh Long tới tận chỗ cái Âu tàu Quần Vinh đó. Thật sự là rất là lớn đó. Vừa xong thì gió biển đã chia sẻ đến quý vị các bạn cái con đường này từ chỗ khu vực chân cầu Thịnh Long tới đây thay đổi khá là nhiều. Và video clip này thì gió biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.